Hello, Thái xin chào anh em. Chúc anh em luôn khỏe mạnh và bình an nha. Trước mặt Thái đây là cái hồ cá Tây Tượng nè, Tây Tượng Châu Phi á, mà albino anh em. Nước nè, nắng nó gọi vô, bèo thì ra quá trời luôn, nhưng mà cái nước tảo xanh lè xanh lét luôn anh em. Hôm nay Thái sẽ chuyển đổi và Thái sẽ rửa hồ này. Thái sẽ nuôi những con cá ba đuôi, 10 con cá ba đuôi. Thái chạy oxy đàng hoàng luôn. Đây là cái hộp lọc mini của Thái tự chế này. Chút Thái setup lại, Thái sẽ hướng dẫn mọi người sau nha. Rồi bây giờ là Thái sẽ đút cái ống nước. Cái khâu này là đưa họng vô hút nè anh em, hút càng mạnh thì nó chảy càng nhanh nha. Đó, hơi Thái vẫn còn ok đúng không mọi người? Rồi bây giờ là chờ đợi nó hết. Xong Thái sẽ lấy cái thau này, Thái múc miếng nước, Thái bỏ rong, lấy rong với lại lấy bèo ra. Tại vì những cái rong này của Thái là những cái rong đuôi chồn, Thái muốn gây ra. Rồi bèo biết nè, có gì mai mốt mà Thái có ép cá betta hay là Thái nuôi cá betta nhiều á thì có rong để cho các con nó bám nè anh em. Ok, hôm trước thì anh Nhật cho Thái có chút xíu à, mai này Thái nuôi mấy tan luôn. Để Thái bắt con cá Tây Tượng ra nha mọi người. Đây, ok, vô thao thôi, nằm đây cho êm. Bây giờ là Thái sẽ cho con cá Tây Tượng albino này vô ngôi nhà mới nha anh em. Ngôi nhà khá là rộng luôn. Thái sẽ quay cho anh em xem. Đây, đây là một cái tan 1.000 lít. Cái tan đựng nước á, cắt ra làm đôi rồi. Cái ở phần này là phần trên, nó có cái lỗ á, Thái chám xi măng rồi Thái ngâm mấy bữa nay là nó khô rồi đó. Hôm nay Thái bỏ nước vô, rồi bây giờ là bỏ rong, bỏ bèo vô để Thái nuôi một cái hồ cá cộng đồng. Thay bỏ rong vô nè. Ở đây thì bây giờ là có một cái con tỳ bà khá là to với lại con cá Tây Tượng albino Thái vừa bỏ vào á mọi người. Để Thái bỏ hết cái rong này vô, Thái nuôi rong với lại ba cái bèo này luôn. Ok. Đây, đó anh em thấy không, con Tây Tượng albino nè. Còn bên kia là con cá tỳ bà rất là to. Để Thái bắt luôn mấy con cá này nha. Đây là con cá rô phi. Nuôi chơi cho vui anh em. Đây là con cá tỳ bà nhỏ nè. Những con cá lao kiến này là Thái đem từ nhà Thái lên đó mọi người. Ấy. Đây là con cá lao kiến albino. Nó chạy nhanh ghê chưa. Đây. Rồi còn một con cá. Đó chính là con cá sặc răng. Hôm bữa nó yếu yếu á, khi mà Thái mua bên chạy 1 kg á, cái con này yếu yếu á, cái Thái bỏ vô hồ kính mà bây giờ nó tỉnh lại anh em. Năm bữa nay nó tỉnh lại. Rồi Thái sẽ thả xuống cái nửa cái tan 1.000 lít nha. Cái tan này là Thái để ngoài trời á, Thái nuôi bèo, nuôi rong với lại có ánh nắng như thế này nè. Những con cá nó không có bị bệnh nấm với lại nó phát triển khá là tốt. Rồi tì bà mini vô. Nó chạy bắn khói anh em. Rồi xong con sặc răng. Đó, Thái sẽ tém ra cho mọi người xem con cá Tây Tượng của Thái nè. Hiền. Ok, và tiếp theo. Tiếp theo là Thái sẽ bắt hai con này ra là các bạn hết hồn liền. Đó chính là hai con. Đâu rồi? Hai con lươn nha mọi người. Đây là hai con lươn, một con thì nó vô cái giớn và một con thì anh Nhật anh bắt được ở ngay chỗ cái trùng chỉ, cái mương nhà ảnh á, gần nhà ảnh á thì Thái cũng nuôi đó. Để Thái bắt ra, Thái bỏ đỡ ra ngoài cái tan á, cái tan 1.000 lít á, Thái bỏ đỡ ra ngoài đó trước. Rồi bữa nào mà Thái nghiên cứu cách set up nuôi lươn á anh em, rồi Thái sẽ làm một cái tan hoặc là một cái ngôi nhà mới dành cho hai con lươn này. Rồi bây giờ là Thái đem ra ngoài trời, Thái bỏ đỡ vô cái nửa tan 1.000 lít này trước đã. Đây nè, Thái sẽ cho nó chơi với lại con cá Tây Tượng này, mấy con cá lao kiến này. Không biết là nó có cắn mấy con cá đó không. Ô là trời, nó trơn quá anh em. Nè nhìn này, nhìn nè. Ô nè 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 nè. Trời ơi. Đấy. Phải có cái cọng rong á, Thái kẹp cọng rong vô tay Thái mới giữ được con cá, con lươn này nè mọi người. Đấy. To chưa? Cái con này là khoảng 3-4 lạng luôn á anh em. Lươn này là lươn đồng nha mọi người. Còn con này nhỏ hơn này, con này chắc khoảng 2-3 lạng gì à. Cầm đâu có được đâu, Thái phải có cọng rong nè. Thái
Thái phải lấy cọng rong á, thấy cầm nó mới được. Này, có cọng rong cầm là dính liền anh em thấy không? Rồi hai con lươn đó, cái hồ cộng đồng của Thái khá là đặc biệt luôn anh em. Hai con lươn, rồi một con cá tây tượng, mấy con lao kiến, một con cá rô phi bé xí, với lại một con cá sặc răng. Ê, hai bé lươn của Thái này Thái bỏ trong đây đỡ thôi nha mọi người. Khi nào mà Thái kiếm được cái chỗ nuôi thích hợp á, Thái sẽ set up, Thái nuôi hai con lươn đó và Thái cho ăn như thế nào như thế kia, rồi Thái sẽ quay lên cho tất cả các bạn xem. Còn cái hồ kiến này á thì Thái nhờ Hoàng nó rửa cho Thái. Ok, Thái đem ra trước nhà luôn nè. Hôm bữa để trong nhà thì nó hơi chật nhà. Đây là cái bình lọc của Thái. Cái bình lọc của Thái thì đơn giản lắm anh em. Ở trên là những cái đá sứ thôi, ở dưới là một cái mùng, Thái chỉ lọc vậy thôi. Rồi, Thái sẽ gắn cái máy lọc vào. Ok, Thái bơm nước vô nha anh em. Cái nước này là Thái dùng nước máy anh em, nên Thái phải ngâm khoảng 4-5 tiếng rồi Thái chạy lọc, chạy oxy á, để cho cái clo nó trong nước nó ra hết rồi Thái mới bắt đầu thả cá vô nha. Đây, đây chính là rong đuôi chồn. Rong đuôi chồn có làm anh bồn chồn. Rồi, bây giờ là chơi mấy cái bèo vô nè, cho nó che bớt lại cái nắng á. Nhiều khi hồ kiến nó bắt nhiệt ghê lắm anh em. Tiếp theo thì Thái đi ra ngoài này, Thái giới thiệu cho mọi người. Đó chính là một cánh cửa Thái vừa làm xong và hai cái lu. Hai cái lu này là của anh hàng xóm cho. Thái tính là Thái bỏ bùn, bỏ sình ở trong đó rồi Thái sẽ đi mua sen về Thái trồng vô hai bên. Đấy, rất là thú vị đúng không mọi người? Còn bây giờ thì theo chân Thái đi kiếm một cái cây trầu bà kiển để Thái trồng vào trong cái bình lọc của Thái. Đây nè mọi người, đây là cái cây trầu bà, nó đang quấn lên một cái khúc cây chết nè. Thái sẽ tét khoảng vài nhánh nha. Thái tét xong rồi về Thái sẽ bỏ vô trong cái hộp lọc của Thái để cho nó lên luôn. Thái tét cứng lắm anh em. Trời ơi, cứng quá trời cứng. Ok, rồi bây giờ là Thái sẽ bỏ vô cái hộp lọc tự chế của Thái nha. Ok men. Cũng rất là tươi xanh. Bây giờ thì gắm điện chạy lọc thôi nào. Đó, nó hút lên nè, nó chảy xuống nè. Rồi nó ra cái vòi nè, cái vòi của cái bình nước lọc 15 lít đó anh em. Đấy, rất là cây nhà lá vườn thôi. Đối với mọi người setup như thế nào thì không cần biết, là đối với Thái là Thái setup những gì có sẵn, với lại những cái mà không có tốn tiền nhiều á, những cái mà như là ve chai đồ á mọi người, thì Thái chơi thôi. Tiếp theo Thái sẽ bỏ một ít muối hột vào để Thái thử thêm clo trong nước để cho những con cá ba đuôi nó không có bị ngợp nha anh em. Đây, Thái phỏng thôi, Thái bỏ phỏng thôi. Bây giờ là Thái sẽ cho những con cá ba đuôi vào trong thao này trước, rồi Thái sẽ đem Thái đổ vô, Thái cho những con cá ba đuôi lên hồ kiến và vô nhà mới nha. Những con cá ba đuôi này thì nuôi hồ kiến thì mình mới nhìn được cái vẻ đẹp của nó ok hơn. Đó, nhìn nó cute hơn em. Còn Thái suy nghĩ, Thái để dưới cái tan này, cái Thái không nhìn được nó cái gì hết trơn. Cái mình mới nghĩ ra cái ý định là set up cái hồ kiến đó, bỏ con cá tượng albino ra ngoài với lại những con cá mà Thái nuôi thủy sinh chung á. Đấy, cute chưa, cute chưa mọi người? Như con địa vậy đó, cái bụng trình hình. Có mấy con nó có trứng luôn anh em, nhưng mà Thái chưa có nghiên cứu được cái cách cho cá ba đuôi đẻ đó, để Thái nghiên cứu coi như thế nào rồi Thái sẽ làm video Thái cho mọi người xem. Đây là con bé đen 1 2 3 4 5 6 7 rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi, 9 con này, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 con. Ok, bây giờ là Thái sẽ đem lại hồ kiến và Thái sẽ thả vào hồ kiến cho mọi người xem nhé, cho mọi người thấy được cái vẻ cute của những con cá ba đuôi là như thế nào. Đấy, nước đã ngon lành rồi, Thái đã chạy oxy, bỏ muối và thử trong vòng khoảng gần 4 tiếng rồi anh em. Thái mới thả nó vô này. Bé đen thui. Ba đuôi này không biết là nó có lai lai cá đầu lân hay không, ba đuôi đầu lân hay không, mà Thái thấy đầu nó vẫn nhú nhú anh em. Thái thì cũng không có rành chơi ba đuôi đâu. Chỉ nhớ là thở nhỏ đó thì không có tiền, chỉ biết là mấy cái ông bán cá cảnh ở trường học á, rồi cứ ra là cứ xin mẹ, rồi
mua những con cá này bời này, nhưng mà không có biết nuôi anh em. Mua về cái cứ lấy nước thẳng cái nước giếng á, ngày xưa xài nước giếng anh em, cái bỏ con cá ba đuôi vô cái chẳng tiếng sao nhìn lại nó cứ nổi lên mặt nước không đó. Rồi có cái kỷ niệm là Thái á, Thái mua cá ba đuôi về luôn, lần sau là Thái rút kinh nghiệm rồi, Thái dẫn đi mua cá ba đuôi về, Thái làm nước đồ hay để đồ ngon là lắm. Xong cái thấy nó ăn nhiều quá, sợ nó thiếu ăn, cái Thái lấy nguyên hũ thức ăn Thái đổ vô hết luôn, ngày mai cái thủ ăn nó nở ra tè le, mấy con cá ba đuôi nó cũng chết luôn mọi người. Đó là những con kinh nghiệm nuôi cá, những cái nói chung là kỷ niệm luôn thời tuổi thơ nuôi cá ba đuôi này của Thái. Đó, nó cũng thật là thú vị và cũng thật là dã man luôn anh em. Như vậy là Thái đã setup xong một cái tan nửa tan 500 lít với lại một cái hồ kiến cá ba đuôi theo kiểu cây nhà lá vườn. Có gì thì setup nấy. Hy vọng là video này sẽ mang đến những phút giải trí này cũng như là thư giãn dành cho tất cả các bạn. Cảm ơn luôn, Thái cảm ơn rất rất là nhiều luôn. Trong 2-3 tuần qua thì Thái làm kênh mới này nè, anh em luôn theo động viên, theo ủng hộ và đăng ký kênh cho Thái rất là nhiệt tình luôn. Thái cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng là mọi người vẫn còn yêu mến Thái để làm động lực Thái phát triển những video hay hơn, đặc sắc hơn cho tất cả các bạn nha. Còn bây giờ thì thời lượng video cũng khá là dài rồi, Thái xin kết thúc video tại đây. Rất cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.